Dù lượng khách còn rất khiêm tốn, nhưng những ngày qua, một số tàu du lịch ở Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện về an toàn phòng chống dịch, sẵn sàng phục vụ du khách thưởng ngoạn sông Hàn. Trong giai đoạn này, các chủ tàu đều có chương trình giảm giá khuyến mại lớn, thậm chí xác định chịu lỗ, miễn sao có khách để duy trì xuất bến hàng đêm. Về giá vé thì chúng tôi là có thể giảm là đến 50%, thậm chí nhiều khi là 70% là những cái hoạt động ở trên tàu, ví dụ như ca múa, nhạc, thuyết minh để tạo cho một cái tour nó phong phú, hấp dẫn để vừa làm du khách đến với thành phố Đà Nẵng. Đội du thuyền sông Hàn của thành phố Đà Nẵng có gần 30 chiếc, trong đó sản phẩm chủ lực là tour thưởng ngoạn các cây cầu về đêm và thưởng thức văn hóa nghệ thuật vùng miền. Để kích cầu du lịch, các đơn vị chủ tàu và doanh nghiệp lữ hành cũng đang nỗ lực kết nối hợp tác với nhau để xúc tiến quảng bá, thậm chí tặng miễn phí tour này cho du khách trong chương trình tham quan Đà Nẵng. Cái tour đi trên sông này ngày xưa thì còn có thể là tính phí, thế nhưng mà hiện tại là để như theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ấy, thì cũng làm sao để kích cầu cái điểm đến cho nó tốt nhất và để thu hút khách trong cái giai đoạn sau dịch bệnh. Thì chúng tôi hiện tại là bây giờ chúng tôi tặng cho khách và không thu phí. Sau cái đại dịch này thì mọi người là cũng muốn vào du lịch ở Đà Nẵng để tham quan. Trên tàu là rất là phục vụ tôi rất là nhiệt tình, là chu đáo. Thế là làm cho chúng tôi cảm thấy là rất là phấn khởi. Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trong các gói kích cầu du lịch hậu Covid-19 của điểm đến Đà Nẵng, đều có sự góp mặt của các sản phẩm du lịch đường sông và biển đảo như một lựa chọn mới hoặc như một dịch vụ tặng thêm cho du khách. Chúng tôi đã phối hợp với các bên liên quan cũng như là các đơn vị mà có phương tiện trên biển, trên sông để triển khai sớm và đưa vào khai thác ngay sau cái Covid-19. Vừa là phục hồi thị trường khách, vừa là giới thiệu sản phẩm mới. Dù trải qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, trong khi dự báo tốc độ phục hồi của thị trường khách nội địa đến Đà Nẵng vài tháng tới chỉ đạt 20-30%, nhưng những du thuyền trên sông Hàn vẫn sáng đèn xuất bến đều đặn hàng đêm. Điều này thể hiện nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp để khôi phục hoạt động và quảng bá tới du khách gần xa, một sản phẩm đặc sắc của thành phố du lịch năng động này.